Thưa quý vị, nhằm ghi nhận tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và có nhiều mô hình cách làm hay để chăm lo tốt đời sống của người lao động. Chiều nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tôn vinh doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động năm 2022. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Theo đó, xét chọn tôn vinh đối với doanh nghiệp không có vốn nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 20 lao động trở lên, có công đoàn cơ sở trực thuộc các cấp công đoàn thành phố, được thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam và đảm bảo các tiêu chuẩn đề ra. Có 24 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác chăm lo đời sống người lao động, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng tại hội nghị này, thưa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố trao bằng lao động sáng tạo cho 3 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, mang lại lợi ích về kinh tế và lợi ích cho xã hội. Dịp này cũng diễn ra ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, BCCI Đà Nẵng để chăm lo cho người lao động.